Samida. Dạ, trong chương trình ca nhạc lần này của mình sẽ có một cái tiết mục mà con nghĩ rằng là không chỉ các anh chị em nghệ sĩ hát, mà con muốn rằng là tất cả quý vị khán giả ở dưới cùng hát chung một bài hát được không ạ? Vừa rồi thì ở bên Đan Mạch, ở bên Đức thì trong những cái chương trình ca nhạc thì một số các anh chị cũng đem ra hát và cũng có nói rằng là giữ cái niềm tin yêu quê hương và gắn kết cộng đồng lại với nhau từ những cái giai điệu yêu thương của ca khúc này, cho nên hy vọng rằng là các anh chị sẽ cùng hòa chung luôn ạ. Ta xa quê hương, ta mang trái tim yêu thương. 2, 1. Ta xa quê hương, ta mang trái tim yêu thương. Trời ơi, mấy anh chị hay quá. Câu 2 nha. Đến bao người để nụ cười dịu dàng trên môi. Rồi. Ta yêu quê hương, yêu sao những ai tha phương. Biết bao ngày. 2, 1. Ta luôn bên nhau, cho dù giông tố theo bao lần qua. Cho một tràng pháo tay cho các anh chị được không ạ? Dạ. Rồi, em xin phép các anh chị, đây là một tiết mục mà mình xích lại gần nhau hơn và nó giống như là một lời cầu nguyện kết nối tình yêu thương ở tại đất nước Hàn Quốc cũng như tất cả các nước châu Á và các nước khác ở trên thế giới, gắn chặt tình yêu thương của những người Việt Nam phương xa và từ đó chúng ta làm nên những điều kỳ diệu ở nơi đất khách. Mỗi người chuẩn bị giùm em một cái điện thoại ạ. Và mình sẽ bật cái đèn pin, đèn flash của điện thoại mình lên được không ạ? Dạ, để cho quay phim có những cái ánh đèn của quý vị. Dạ, bây giờ quý vị làm được rồi đó ạ. Rồi, bật flash lên đi ạ. Ui, đẹp. Và bây giờ, tiết mục Tình Tha Phương hợp ca bởi tất cả những người con Việt xa xứ xin được phép bắt đầu. Dạ, mình giơ cao những ngọn đèn lên đi ạ. Rất là đẹp quý vị ơi. Những ngọn nến này sẽ cùng nhau dâng lời cầu nguyện của tất cả quý vị và mong rằng cuộc sống chúng ta sẽ luôn bình an với những giai điệu yêu thương này. Ta xa quê hương, ta mang trái tim. Đến bao người để nụ cười dịu dàng trên môi. Hát luôn nha quý vị. Ta yêu quê hương, yêu sao những ai tha phương. Biết bao ngày khát khao chờ từng vòng tay. Các bạn là những ngôi sao sáng nhất trong lòng của Vi Hùng và tất cả những các nghệ sĩ tham gia chương trình này ạ. Quý vị ơi, quý vị cầu nguyện đi ạ. Sân khấu có nến và trên tay của chúng ta có ánh sáng. Ánh sáng ấy sẽ mãi mãi sáng trong lòng của mọi người. Trên môi ta yêu quê hương, yêu sao những ai tha phương. Biết
bao ngày khát khao chờ từng vòng tay và hơi ấm trao nhau tình thân. Ta chung đôi tay xây tình thương chốn nhân gian là đây, xóa tan những âm thanh buồn cho ngày vui đến. Rất là nhiều.